Vâng các bạn, đây là đoạn cao tốc đi qua xã Phước Thành của huyện Tuy Phước. Trong nhiều video trước thì kênh Quân Nhân City cũng có cập nhật đoạn này là đoạn làm chậm hơn những đoạn còn lại. Nhưng mà theo tình hình vào cập nhật vào ngày hôm nay, tức là ngày đầu tháng 9, thì các đơn vị thi công họ đã dồn lực lượng máy móc để mà làm cái đoạn tại xã Phước Thành này khá là rầm rộ. Vâng các bạn, bên cạnh của đoạn này đó là sông Hà Thanh chạy vào trong kia, đó là đoạn cao tốc đi qua địa phận của thành phố Quy Nhơn. Quay lại hướng này là hướng đường quốc lộ 19C cũng như là đường sắt Bắc Nam đi qua địa phận của xã Phước Thành đó các bạn. Hiện nay thì mình mới thấy là họ bắt đầu mới làm mạnh đoạn này, chứ cách đây khoảng vài tháng thì đoạn này vẫn gần như là chưa làm gì. Đó các bạn, đây là những trụ cầu vượt của đường quốc lộ 19C đoạn từ Du Trì lên với xã Phước Thành, và bên kia đó là đường sắt Bắc Nam, cho nên có thể thấy là đoạn này cầu vượt cũng khá là dài. Vâng, bên kia là đi một đoạn nữa sẽ đến địa phận của xã Phước An và đến với phía nam của hầm Sơn Triệu. Vâng, đây là đoạn cao tốc qua xã Phước Thành các bạn. Bên cạnh xã Phước Thành đó là con sông Hà Thanh này. Chạy thẳng vào trong đây sẽ đi qua một cái cầu của sông Hà Thanh, rồi đi qua phường Bùi Xuân các bạn, của Quy Nhơn. Còn chạy về sông Hà Thanh hướng này là sẽ về cầu Diêu Trì. Đó, chỗ đây thì cao tốc sẽ băng qua con đường quốc lộ 19C các bạn. Đây, có cái trụ này, rồi đường sắt Bắc Nam qua đoạn Phước Thành này luôn đó, phía trước kia các bạn. Đấy, hôm nay ảnh hưởng bão các bạn, cho nên là gió khá là lớn, cho nên quay trên cao khó các bạn. Đây, trong này thì đoạn này thì họ mới làm đây các bạn, họ mới là dồn lực lượng họ làm đây, chứ cách đây mấy tháng thì chưa có làm gì nhiều đó. Bắt đầu ở trong sông Hà Thanh kia xong rồi họ dồn ra đây họ làm, dồn lực lượng ra đây, thấy máy móc khá là nhiều đó các bạn. Đó, đây bạn cần cảnh cái trụ để bắt dầm cầu vượt này bạn. Đấy, bên cạnh là quốc lộ 19C đi từ Diêu Trì lên Văn Canh các bạn. Đây là đứng từ đường quốc lộ 19C cận với cao tốc này bạn.
đây 19C, bên đây là cầu vượt đường sắt này. Đang mùa ảnh hưởng bão các bạn, cho nên là gió rất là mạnh. Đây qua phía bên đường sắt bên đây các bạn, đây cận cảnh con đường đổ đất bên phía Phước Thành mà chạy ra Phước An này bạn. Đấy, lúc trong kia là hầm Xuân Triệu đó bạn. Đấy, đứng đây có thể thấy được hầm Xuân Triệu này, phóng lớn lên cho bạn xem này. Đấy, trong núi đó là núi Xuân Triệu đó bạn, và hầm Xuân Triệu đó, đó rất là xe luôn. Đấy các bạn, đây đường đất người ta đổ lên gần bằng với cái trụ để bắt dầm qua bên cầu vượt đường sắt này bạn. Chỗ đây là gần các nhà máy của xã Phước Thành này, khu công nghiệp Phước An đó. Chỗ đây giải tỏa hết này các bạn. Bên chỗ cái cột cái cờ đó là đường quốc lộ 19C đó bạn. Đây quốc lộ 19C mới đứng đó mới chạy qua đây nè bạn. Trời, bữa nay gió ảnh hưởng bão này, gió bụi nó bay mù mịt luôn. Đây gió bụi bay mù mịt các bạn, quá kinh đi. Khu vực giải tỏa khu vực nhà đây hết các bạn này. Đó, dưới chân đây sẽ to hết, sâu vô đây luôn. Đây bạn, đây là khu vực các hộ dân ở Phước Thành này, giải tỏa ngay chân đường cao tốc. Đó, bạn thấy đường cao tốc này nó cao cũng kinh khủng chưa? Giờ phải bắt qua đổ đất, bắt qua đường sắt và đường quốc lộ 19C, cho nên phải đổ rất là cao. Đấy. Đó bạn. Vâng, chạy dọc cái chân cao tốc chỗ xã Phước Thành này cho các bạn xem nhé. Tiến độ thi công đoạn này tới đâu rồi? Bữa ở ngoài Phước An thì cũng lâu rồi bạn, hơn tháng rồi, ngoài đó đã đổ đá dăm rồi. Còn ở độ Phước Thành này mình chưa cập nhật, chỉ cập nhật cái chỗ đường cát dăm thôi. Bên nhà của người dân này. Chỗ đây có đường đi qua đi lại này bạn. Này gió quá các bạn ơi, gió cho nên bay cao không được. Chứ không là bay toàn cảnh khu vực này mọi người xem nó hình dung nó dễ hơn này. Đó, gió quá, với lại trên đường đất kia vô đó lắm, hôm nay cũng không muốn lên đường đất đó, bữa nào sạch sẽ mình lên sau. Đó, vào đây này bạn, vào đây thì sàn đồ đỡ sẵn hết rồi này, cũng sắp ok rồi đó, đoạn này cũng sắp ok rồi bạn. Nhà cửa khu vực này thì giải tỏa cũng nhiều này, quá cái bông giấy này bạn rực rỡ luôn.
Đó, khu đây thấy trồng keo cũng nhiều nè. Rẽ phần đây thì đường nó thấp xuống lần các bạn, do chỗ kia nó cao là do phải làm cầu vượt qua đường 19C và đường sắt, cho nên phải làm một rùa ca rất là cao, phải cao tầm trên 5 mét các bạn. Đó, chạy xíu nữa ra địa phận Phước Sơn rồi. Chạy xe lên trên đường cao tốc này chạy được rồi các bạn. Họ làm như thế này là mình chạy xe máy lên được rồi. Đó. Đường vô đây nó thấp xuống so với cái đường phần ngoài kia các bạn. Phần kia rất là cao luôn. Đó các bạn, chỗ này quá cao này nha. Phải bắt qua đường sắt và đường quốc lộ 19C nên cao tốc rất cao. Đó, xe kia phải gần 3 mét các bạn, nhưng mà đường cao hơn một khúc nữa.